xóm chôn rương ta chăn hùng liệt miên rương môi đầm nào thả cá nút miên prey môi thông miên khla xa hảo tán khám mà nút chì chào nâng chô tô rô bói vua đảo bằng bàn kri đai ta chăn quạt chô tự bói vua khnông prey nút khla vì lốp chênh bị khnông prey phong nâng khám ta chăn để chô tự bói vua ta chăn khơi vi mũn hay quát rô bật thô thả áo bật thô ơi chnam ni chnam khal tất bai ti viel slap khla đùm rấy slap ọ bạ xa mở kia bạ xây slap khla đùm rấy khuyên công tội mùi và đau anh ni anna vinh vến anh phu con chào anna khlấy khlấy anh phu thật bà lòng rế áo sắp tình lai ơi khnông chnam khal ni nâng slap ọ hai khuyên công tê ta chan ni dì rô bật thô dân ni chì chan đó khla sạp bàn lưu chú bác kết thả cú anh su ta ni chong lần mớ từ khá su tư ta chăn huynh thả ta ơi ta khnông chanam khá ni tực thông bền rứ ta chăn thuốc nhẹ ni dê tân khá thả o cháu chanam ni tực thông nạ ban chi ta phây nâng con cháu tớp ta rốt đau đầm bây chong chúa con cháu ở phật bị tật khá có miên chất phật phây nâng bị ta chăn kết khá sạp có chô một chất hai ni dê nâng ta chăn thả ta ơi, à nất chong phu khnhom ỏi phót pi tực phong ban tê. Ta chan chlai tha ban mần ấy tê chau. Ông quy mọc chăm ta nâu tí ni sân chóc. Khla có chôl mọc ông quy chăm. Lúc ta chan bỏi vua bà đào ban, có trọc quên thơ chi rụng ngọt. Hai chô ta chong chân kè khla. Ta chan căn cô lúc đào lãng. Ta lỡ đàm chơ cú hai bằng quốc ỏi khla lột lãng. Ta chan có sao tiên lãng. Ôi phót chương khla bị đẩy rúi cót cho một huynh khla su thả ta còn nâng phót bị tật hai rửa ấy ta chán chai thả phót hai chai ta chán có căn cầm bật tôi cặp chơi chi đầm bóng khla khơi su thả ta ta cặp đầm bóng thừa với ta chán thả cặp dục tập tiền cài bật tiền nâng sát ấy tiết vì bảo mạp ta khla chai thả miên khla ai nà tê ta miên tịch nhầm đi anh tên thì khám kia rõ thế này. Ta chán đăng thà ó, à ní chi sạch cải, bà được chí nét anh đừng gửi ơi ó chật khổng kỳ nị. Tớp ta chán căn nằm bóng chô tọt đỏ khá thà. Chá nơi ở xìm, ta nâng mơ chùm nón, kre anh vi rụt bốt lông tực sạc. Khá có nô xìm tớp ta chán lực nằm bóng vi khá, khá có prân rơi bóng rạc, sài rổ, rồi liệt, suốt bạch hâm khuôn chì khăn. Múc cua về tình nghĩa hỏi khá có prân rơi bùm rạc. Cô lạc khám xe và đạo đạch. Kích rụt tệ. Ta chán có vơ tục tôm chăm xe vĩnh. Nị dế bí khá đè rụt rụt tệ nút. Bán từ chút nâng đồng rây mũi. Đồng rây khơi khá bảo có xe xu thả. Một khá anh phây nâng ở vấy. Cô bán chịu bảo mình mơ cỏi xót. Khá prap tớ đồng rây thả bọn ơi. Hà chán đồng lý. Mình chót vi khá nhóm hà âm khuôn óc. Đồng rây xu thả, à chan rùm liệt nút nâu ả ná. Khá pháp thả vì thôi sẽ nâu mọt bằng ả nó. Đồng rây thả, anh nâng prích oi vì là ất cùng oi vì thôi bà kỳ. Khá bọt hù tới đồng rây có đá rút ta chan nâng prích. Chúp nâng ta chan hỏi, ta đồng rây mình skol xu thả. Ta ta skol á chan rùm liệt đại rứ. Ta chan xu đồng rây thả. Châu anh xua rô quật vừa vây. Đồng rây thả khuyên khẩn ná. Vì bên chọt vì khá hâm khuôn ọ. Ta chán chlai thả. Ta chán quật nơi tôm sẽ trai khẳng cất một bằng nọ. Tôm quật xo xo nụ anh. Đồng rây thả. Ta à nứt chun khuyên tự. Bà khuyên bệnh vi sạp. Bạn rô bỏ vây bẩn mán khuyên chung ta tình ọ. Ta chán chlai thả. Ta ọ ná chào ơi. Bần tay tức bằng ni chào ná. Ta tơ mình rủi tê. Đồng rây thả. Bà tức cháu ta chỉ lưu bà khỉu mọc. Ta chán chlai thả. Ơ bà rủi chnét. Tơ có tơ. Ta chán có cam tâm bật. Bria mùi tơ phóng. Lúc tơ ban trong ngài mùi xoáy. Ta chán có cặp của bà đồng rây. Bây buồn cầm bật. Mút trên chiếm. Đồng rây có kích. Bao mọc vĩnh. Đó là cốt. Rồi loa tâm lệ ta chán. Hai đồng rây có bao tư chút. Nhưng khá mùng. Khác mũm sai xu thả bọn đồng rấy, bao lâu vấy có khuyên mưa cõi xót.
đầm rây bạp thả bóng khá khủng ơi hà chăn rung liệt mình chót cặp ba nhóm chiếm ọ hai khá khủng có chuối khăn đầm rây hỏi xua tới đầm rây bình thả hà chăn lúc viên nâu ả ná đầm rây bạp thả viên nâu thôi sai nâu một bằng thông ả nọc đầm rây có bảo mặt khá khủng miên chất khẩn cùng cuốn rõ mát nâng khám bụng bách ba ta chăn ở sạp lúc ngay cỏi khá khủng đá đã tới khơi nhà chăn chú sai về bực khá khủng nực thả ni hơi ta ở chăn rừng liệt lúc bực nét anh cút chăm nơi tìm đi chọc chăm vì một chất anh lốt tự khám vì ở bàn khá khủng có bạp chăm nơi xâm nhạc bậy ta chăn mình nâng khuôn ta chăn chú sai dù cổ lê tử khá khủng cao ớt mờ mọ ta chăn khơi khá khủng ớt được nóc gót cực thả sạch ní vì chọn một bộ mặt của tục anh tiết hời. Ta chán prong luôn hay viết đánh cực bày thả. Hí à niên, không tin lăng, ta vô khmôm ở xí, khmôm ta vi sống mộc, cùng bông bình tật bộ em. Ta chán có thả, ní chỉ chẳng đòn. Thả khmôm lưu cho bác không miên chất chọn xí khmôm, hỏi chlái mọc nâng ta thả. Ta, chai khi nhóm xí phong. Ta chán chlái bạp tờ khá khmôm bình thả, chào ơi. Không tại vì xâm bọc tế, tốt ai cổ bấy vì xì mùi mà nè, xót nhỏ luôn. Báo cháu chẳng xí chô mau ở dì khỉ sân. Khá khúc có chô mau ủng quỷ, ta chan thẳng. Bởi cháu chô chết xì đáy, nâng ai xì tình ọc tèm đoàn tờ. Khá trang cổ bấy vì khăn trú vì thlọp xì đáy. Tại ta kích thả cháu anh, ai tâm chủ xả, ban mùi phim cho. Ta nâng ai cháu xì tình vì xâm bọc tèm đoàn. Ai cậu bấy, ta ôi vì ọt sinh tự chốc, xâm rộng tiền. Khá khúc mũm đập trâu chết nâng chùm này nụ. Rút trâu chùm nón ở bọc luôn có ọ nạc thả. Ba đứa chứ nè, ôi ta đọc cậu bấy chân chốc. Ta chán có đọc cậu bấy chân mùi rộng bích. Khá khúc mũm có chô tư ôi ta chán tấm, đặng xài tiêm cho người rực rủi sạch. Ta chán có tốt tâu can con tùy diêm, nhưng có hợp đánh thả. Hi! À niên khom láng ta dục khmôm hỏi xí, tay bì xâm bọc cầm phông bình tật. Khá khmôm khom prân tiên nhìn gọi, phông cầm bạc lợi. Ta chán gót khẩn, có lên con tôi dìm nhìn gọi, bái tư vi, ai khá khmôm, có khom prân rơi bòm rạch. Ta chán vi khăn nạ, đòi tụ bạch hàm khuôn tầng mùn. Lúc khá khmôm rơi rủi, báo tư chút nâng cho chọ xua khá khmôm thả. Bọn khá khmôm bao lấy các miền mưa cỏi mệt. Khá khmôm prap tàu bình thả, bọn cho chó ơi. À chăn tùm lìa, viê mình chót vi khá nhóm hàm khuôn ốc. Hai khá khmôm bao tàu, cho chó có ụt thả bao đứa chết. Tốc ỏi anh tàu hai lộp ta chắn, dốt trái chai khí xì ỏi ốc. Cùng tốc ỏi vi lời. Lúc bật là anh ta chắn, cắt căn tầm bật, bìa mùi nâng. Chỉ ba mũi tàu lợt lộp gọt khổng bẩn. Mị dây vì cho chọ một đoàn phần đào lợi chút nâng khá trái mũi. Cho chọ có bộ buôn khá trái thả. Bọn khá trái, tàu xì trái nâng anh. Khá trái tọp thả, bọn cho chọ anh ban trái kỳ ná. Cho chọ thả. Anh tàu hai lộp, à chàng rồng liệt chạy kỳ nì xì. Khá prôm tam cho chọ, có một ổng quê nơi một bẩn giúp bình tịch. Khơi ta chăn ông tụ mọc, cho chọ xua thả. Ta skol a chan đồng liệt đáy. Ta chan tha skol đáy. Ta a chan núp. Viên nô trái bằng khang ai nọ tê. Cho chó thả bơ đi chứ nè. A nếp chun khiếm tớ. Bơ khiếm hai lộp vị bàn trái khiếm trái ta bẹ phần đàn. Ta chan tha tớ có tớ. Bất lộp ta. Có viên bông trâu. Phong. Tha hơi cho chó có lột. Tung ba tủ. Ta chan tha. Chào công. Tâu ổng quý quá tụ vì lịch nà. Mọc ổng quý tung mục ta ở nè. Tớp vì mình lịch. Cho chó có mọc ổng quý nâng mục ta chán. Hai hào khá trái thả. Mọc bọn bởi nhập nâng hào tờ. Khá trái thả. Bọn cho chó anh mình hiên tàu tế. Anh kránh ta chán hỏi nì. Cho chó bài mơ cõi thả. Mình mến tê. Ta chán quát nô xin nghiệm. Khá trái con lang mọc ổng quý tâm khí nâng cho chó. Ta chán quát ông tụ tư bảo mạn đọc phim bị chẳng. Quát cặp cả ba cho chó môi cầm bật, cho chó lột lệ tật.
ខ្លាត្រីក៏លោតផ្លែកទឹកទាំងអស់គ្នាខ្លាត្រីបន្តចចោតថាអញថាតាចាន់ហើយឯងថាមិនមែនតាចាន់ទេចចោតថាកុំមាត់ខំតែហើយទៅសត្វទាំងពីរក៏ហើរដល់គោកហើយបោលទៅតាចាន់នៅធ្វើស្រែស្រើរួចហើយក៏ទៅផ្ទះបានសេចក្តីសុខសប្បាយក្រោយមកតាចាន់មានចិត្តសង្វេគថាឲ្យសត្វទាំងបួននេះ នឹងចងវេរានឹងអញតទៅមុខកុំលែងហើយវានឹងធ្វើបាបអញនេះមិនខានដូច្នេះគួរអញទិញដែកឲ្យច្រើនធ្វើកំបិតកោដងដែកឲ្យបានហារឺហកសិបទុកបំរុងការពារខ្លួនដែលស្លាប់ទៅតាចាន់ធ្វើកំបិតបានស្រេចហើយគាត់ក៏ហៅកូនចៅមកផ្ដាំថាបើអញស្លាប់ទៅហើយយកអញទុកកប់ហើយយកកំបិតទាំងអស់នេះទៅដាក់លើភ្នូរកំខាន ជោគដៃកប់ប្រជិតលុះដល់5-6ថ្ងៃឲ្យកូនចៅមើលភ្នូរអញពុំខានតាចាន់ផ្ដាំកូនចៅរួចហើយគាត់ក៏មានជំងឺឈឺខ្សែទៅកូនចៅក៏យកខ្មោចតាចាន់ទៅកប់ធ្វើដូចបណ្ដាំគាត់មិនហ៊ានខានដូចពីសត្វទាំង4ដែលមានវេរានឹងគ្នានោះតាតាចាន់ស្លាប់ទៅបាន3ថ្ងៃសត្វចចសើបដឹងថាតាចាន់ស្លាប់ក៏ទៅប្រាប់ខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំប្រាប់ដំរី ដំរីប្រាប់ខ្លាធំខ្ញុំបបួលគ្នាមកកាយខ្មោចតាចាន់ពុំលាចស៊ីចចកកាយចុងជើងខ្លាឃ្មុំកាយក្បាលខ្លាធំកាយកណ្ដាលខ្លួនឯដំរីឈរចាំមើលឃើញសត្វទាំង3មុតជើងពីកាជាខ្លាំងដួលដេកអស់ដំរីខឹងនឹងខ្មោចតាចាន់ថាជើងអាចាន់កាយតាំងពីរស់តរតែស្លាប់មិនលែងកាយសោះទុកឲ្យអញឈូសតែម្ដងឲ្យប៉ើងខ្មោច មកនៅលើកោកដំរីខឹងណាស់លើកជើងឈូសជាខ្លាំងត្រូវនឹងកំបិតមុតពេញជើងក៏ដេកទួលទាំងអស់គ្នាដល់កំណត់7ថ្ងៃកូនចៅតាចាន់ឡងគ្នាទៅមើលខ្មោចស្រាប់តែឃើញដំរីខ្លាចចោតស្លាប់ខាងភ្នូក៏នាំគ្នាពលះយកសាច់ស្បែកឆ្អឹងភ្លុកមកលក់យកប្រាក់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបញ្ជូនឲ្យខ្មោចតាចាន់រំលាកជាសូរេងហោខឹងខាតប្រមាថខុស